tức ngực. Do khó thở ngày càng tăng, người bệnh bị tím tái nên được đặt nội khí quản cấp cứu, dùng kháng sinh, an thần và giãn cơ. Người nhà cho biết trước đó bệnh nhân đã ăn bắp và ho sặc. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp suy hô hấp cấp do dị vật đường thở, viêm phổi hít nên đã nội soi phế quản và cấp cứu. Kết quả nội soi cho thấy hình ảnh viêm cấp niêm mạc phế quản phải, tăng tiết đàm. Sau 30 phút, ekip đã gắp thành công dị vật ra khỏi phế quản của người bệnh. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã chuyển biến tốt, được xuất viện vào hôm 13 tháng 12. Bác sĩ Nguyễn Tuấn Nghĩa, khoa hồi sức tích cực và chống độc, cho biết dị vật đường thở là một cấp cứu nội khoa nguy hiểm. Bệnh nhân có thể tử vong do tắc nghẽn đường thở dẫn tới suy hô hấp cấp hoặc viêm phổi do hít phải vi khuẩn từ dị vật. Hiện với sự tiến bộ của nội soi phế quản, dị vật có thể lấy ra dễ dàng và người bệnh có thể phục hồi mà không để lại di chứng gì. Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo, người dân không nên cười đùa khi ăn uống do nắp thanh quản sẽ được mở ra, thức ăn có thể lọt vào đường thở. Khi có các biểu hiện sặc, hoắc dị vật, mọi người nên đến các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hại.